mà chỉ nhờ mình chuyện gì đó. Chị nói anh hai anh có vợ nhỏ. Trời đất ơi, anh già vậy mà còn sinh tật ha. Thì già mới sinh tật, chứ mấy người trẻ thì... Thì sao? Vậy chứ hồi đó đó, hồi còn trẻ đó, ông cũng vậy á. Chuyện đã 20 năm, 20 mấy năm rồi, mà bà còn nhắc lại làm gì nữa? Tôi không nhắc ông cũng nhớ mà. Vậy chiếc cà rá có khắc chữ HL đó, còn đó. HL là tên của ai? Phải Hương Lan không? Hương Lan. Đàn ông nào có vợ bé cũng đổ lỗi cho vợ lớn hết á. Phải rồi, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái nó nghe hết đi. Hay mỗi lần mà tôi nói động tới nó đó, thì ông nhắc lại chuyện cũ. Ông là đàn ông á, mà ông hẹp hòi lắm mà. Bà khóc mà làm gì? Thỉnh thoảng có giận hờn thì bà mới khóc, chứ còn tôi đã khóc suốt hơn 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần tôi thấy bóng môi mới điểm hồng trong gió chương, mỗi lần nghe tiếng quýt banh phòng rộn rã đón xuân sang, mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang tấm ngài thấy nhà chợ trường ai, là mỗi lần tôi nhớ tới mùa xuân của đầu năm binh lừa, nhớ tới dáng người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời Tân Long. Tôi về Mỹ Tho để lo đùm bọc cho mẹ con bà. Nay đã có 20 năm dấu bể, tôi không hề được tin tức của người xưa. Mẹ con nó còn hay đã chết, bởi vậy đêm đêm tôi nằm trằn trọc một mình đối diện với lương tâm. Phải đâu khi xuồng vừa tắt bến sông là tôi đã chấm dứt tình thâm phụ tử. Không nhắc thì thôi, chứ nhắc tới là tôi khổ lắm ông mà. Hồi ông say mê nó đó, vì quá nghèo quá khổ tôi phải xuống đó lấy lòng. Thiệt tình là tôi tới xin ông chút đỉnh đi nuôi con. Ông nói chuyện với tôi một cách lạnh lùng, bằng những tiếng bâng quơ, những lời trống trải. Có nhiều khi tôi tự ái, tôi muốn đánh cô Lan một trận cho hả lòng. Nhưng mà tôi kịp nghĩ, ghen làm sao đừng xấu ông chồng. Ông không nghĩ tới tôi mà tôi vẫn nghĩ tới ông. Ông làm cho con Lan được mời khinh người vợ lớn. Ông mà trông trâu thì phải khai mương, làm trai hai vợ mà ông thương không đồng. Chim quyên ăn trái nhãn lòng, thia thia quen chỗ mà vợ chồng sao ông vội quên hơi. Bỏ câu đó à, mà bà cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Ông cứ nhắc tình phụ tử, chứ hồi ông có bà nhỏ, bộ thằng Nhân với thằng Hiếu sướng lắm sao? Nó sướng thì thằng Hiếu nó không có chết. Nhưng mà hiện giờ tôi ở cạnh tụi nó, cho đến khi tôi nhắm mắt nè bà, chỉ tội nghiệp trai đứa kia, không biết nó sống chết thế nào, sống có được ấm nó
chết có yên một yên mà. Trong khi ba của nó thì lên xe xuống ngựa, một của mong cò, hai của mong cò. Ôi ông cò cũng là một người cầm cân nảy mực, nhưng mà bà, đối với các con thì tôi lại có cái sự bất công. Quận này tôi có trách nhiệm giữ trật tự an ninh, mà trong lòng của tôi thì không có an ninh tật